Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tôi là Đăng Dương, chuyên viên môi giới bất động sản. Trong video ngày hôm nay thì Dương sẽ cùng với anh chị trao đổi về một chủ đề mà Dương đã thấy rằng rất là nhiều khách hàng khi mà sử dụng dịch vụ môi giới của Nhà Đẹp Đăng Dương và Nhà Đất Quang Minh đã gặp phải. Thì rất nhiều anh chị đã than phiền với Dương rằng không hiểu tại sao bất động sản của các anh chị ấy đã giao bán có người thì 6 tháng, có người thì 1 năm cho đến thậm chí là 2 năm mà vẫn chưa bán được. Vậy thì theo quan điểm của Dương, đối với một bất động sản thuộc dạng nhà phố đất nền thì nếu mà kể từ khi chào bán tới khi sau đó 3 tháng mà vẫn chưa bán được thì Dương đánh giá đấy là một bất động sản khó bán. Tuy nhiên thì có những cái dấu hiệu nào và những cái nhận biết nào để biết được một bất động sản là khó bán? Thì video ngày hôm nay Dương sẽ cùng với mọi người tìm hiểu 9 lý do khiến cho một bất động sản trở nên khó bán. Nếu nắm được 9 lý do này thì Dương tin chắc rằng anh chị và các bạn sẽ biết được rằng bất động sản của mình có phải là khó bán hay không. Và từ đó thì có thể đưa ra được những cái giải pháp để mà khắc phục và sớm bán được căn nhà, lô đất của anh chị và các bạn. Vậy thì mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video với Dương. Vị trí chính là lý do đầu tiên khiến cho một bất động sản trở nên khó bán. Mặc dù vị trí là một trong những cái yếu tố quan trọng quyết định hình thành nên giá trị của bất động sản, nhưng mà vị trí cũng khiến cho một bất động sản trở nên khó bán. Thì mặc dù là cùng một con đường, cùng một tuyến phố với một cái thửa đất, cùng một diện tích, nhưng nếu ở hai vị trí khác nhau thì có thể giá bán của hai bất động sản đó cũng khác nhau. Và những cái căn nhà hoặc là lô đất mà thường gặp phải vấn đề khó bán vì lý do vị trí thì hay dính phải những cái lỗi phong thủy, ví dụ như là gần đình chùa miếu mạo, rồi gần kênh mương ô nhiễm, hoặc là bị đường đâm cột điện trước nhà. Nói chung là những cái yếu tố bất lợi về mặt phong thủy. Thì với cái trường hợp mà căn nhà hay là lô đất của anh chị ấy nằm vào cái yếu tố khó bán là do vị trí thì thường là có rất là ít cách để khắc phục, bởi vì đây nó là một cái yếu tố cố định rồi. Và cái cách mà được sử dụng thường xuyên nhất đó chính là giảm giá bán của bất động sản. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp, giảm giá bán của bất động sản lại chính là một lý do khiến cho căn nhà, lô đất của chị trở nên khó bán. Và đấy chính là lý do thứ hai. Thì Dương đã có những khách hàng gửi bán những cái căn nhà mà với cái mức giá cả phải nói là trên trời luôn đấy. Ví dụ một lô đất có diện tích là 100m2 nằm ở trên một cái đoạn đường nào đó, và đa phần những cái bất động sản xung quanh đấy đều chào bán với cái mức giá là khoảng 30-31 triệu trên 1m2. Duy nhất chỉ có một cái lô đất cũng nằm ở trên cái đường đó, và những cái nó cũng không có thêm những cái ưu điểm, ưu việt gì khác cả, nhưng giá bán thì lại là 35 triệu trên 1m2. Thì đó chính là một cái yếu tố gây ra cái vấn đề khó bán cho một cái bất động sản. Thì với cái vấn đề này thì khắc phục như thế nào? Thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem là cái giá bán của bất động sản của anh chị nó có phải là đang cao hơn so với thị trường hay không. Thì chúng ta có rất là nhiều cách tìm hiểu. Một là chúng ta có thể lên trên internet, chúng ta search những cái từ khóa, ví dụ như là nhà anh chị đang sống ở đường Cầu Đất chẳng hạn, thì mình search từ khóa là bán nhà Cầu Đất, hoặc là ở đường World Bank thì mình sẽ search là bán đất World Bank, thì sẽ ra những cái thông tin chào bán bất động sản tương tự và với những cái kích thước cũng có thể là tương tự hoặc thấp hơn hoặc nhỏ hơn. Tuy nhiên thì từ những cái thông tin đó thì anh chị lạp vào nhiều thông tin và đưa ra được là cái giá mặt bằng chung nó là như thế nào. Và còn có một cách thứ hai nữa, đó chính là các anh chị gọi các bạn môi giới đến, có thể là từ 3 đến 5 bạn thuộc 3 đến 5 công ty khác nhau cùng cho các bạn đến chào bán cái căn nhà của anh chị. Và thường thì các bạn môi giới nếu mà làm lâu năm có kinh nghiệm rồi ấy, thì các bạn ấy có thể tư vấn lại cả cái vấn đề giá cả cho chủ nhà nữa. Thì đó là hai cách mà Dương thấy hiệu quả nhất. Một số anh chị thì hay sử dụng cái cách này, tức là tham khảo cái giá bán của những nhà gần đó, hoặc là tham khảo qua bác xe ôm, bà quán nước. Thì những cái cách đó nó cũng ok. Tuy nhiên thì nó không cái tính chính xác nó không cao. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất
là những người ở quán nước, những người các bác xe ôm thì các bác không phải là chuyên, không phải là chuyên về cái việc mua bán định giá bất động sản. Có thể một năm các bác chỉ bán được cho một người nào đó thôi, và đấy không phải là cái công việc hàng ngày của các bác, nên các bác không có những cái kỹ thuật chuyên môn, những cái cách định giá. Và một số thì hay nhìn vào cái giá bán của nhà hàng xóm. Thực ra cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là cái giá chào bán thôi. Ví dụ một căn nhà có thể là chào 3 tỷ rưỡi, nhưng giá giao dịch có thể là 3 tỷ thì sao? Đấy, vì thế hai cái cách mà Dương đưa ra. Một là hãy tìm trên Internet những cái thông tin chào bán xung quanh. Hai là nhờ các bạn môi giới, những cái sàn giao dịch môi giới để tư vấn cho mình, thì sẽ đưa ra được cái mức giá và mình sẽ biết được là cái mức giá đó nó có đang cao hơn thị trường hay không, và sau đó thì mình sẽ điều chỉnh. Cộng với điều chỉnh từ cái thông tin mình, hai cái kênh mà mình tiếp nhận, cộng với những cái gì mà mình nhận định về cái ưu điểm của căn nhà, của lô đất của mình, thì sẽ đưa ra được một cái mức giá. Tuy nhiên thì nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào cái vị trí nó có khó bán nhiều hay ít, nhưng mà nó không thể quá chênh lệch so với thị trường được. Thì đó là lý do thứ hai khiến cho anh chị khiến cho một bất động sản trở nên khó bán. Lý do thứ ba khiến cho một bất động sản trở nên khó bán đó là vấn đề về vệ sinh. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực tế thì lại rất có lý đấy. Vì Dương đã gặp một số căn nhà như thế này. Khi mà bước chân vào ấy, là đã không có cái cảm tình từ ngay những cái giây phút đầu tiên rồi. Ví dụ như nhà nuôi rất là nhiều chó mèo nhưng mà không thường xuyên dọn dẹp, để mùi phân chó, phân mèo nó bốc lên rất là hôi thối. Rồi là lông chó, lông mèo bay khắp là dính khắp hết một quần áo, hoặc là quần áo, giày dép thì vất bừa bãi, hoặc là nhà có những cái khu vực mà nó ẩm thấp, rêu mốc. Thì với một số trường hợp ấy, thì cái người mua ấy, khi mà người ta bước chân vào căn nhà thì có thể là chỉ trong vòng mấy chục giây đầu tiên thôi, khi mà nhìn qua một lướt qua ấy, là người ta đã, trong cái tiềm thức của người ta ấy, là đã đưa ra cái quyết định mua hay không mua căn nhà đó rồi. Thì vấn đề vệ sinh là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thì nếu như anh chị và các bạn đang là người bán nhà thì hãy thử đặt mình vào tâm thế của một người đi mua nhà. Thì mình muốn có muốn bước chân vào một cái căn nhà mà nó vệ sinh sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng hay không? Chắc chắn là có rồi, đúng không? Đối với bất cứ một cái sản phẩm nào, dù là một căn nhà hay là một cái sản phẩm dịch vụ mà mình mua ngoài siêu thị hay cái gì cũng thế, thì mình đều thích nó mới mẻ, sạch sẽ. Đấy. Còn đối với một lô đất thì Dương sẽ đưa ra một cái ví dụ này để mọi người hình dung được này. Ví dụ như một cái lô đất mà cây cối nó mọc tùm hết lên, rồi có thể trên đó thì có rất là nhiều rác, rồi những cái nhà lụp xụp. Thế nhưng khi mà chúng ta gạt hết đi, chúng ta làm băng đi, để nguyên một lô đất sạch sẽ, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người hỏi hơn. Đó là một cái ví dụ rất là sắc đáng. Thì vệ sinh chính là lý do thứ ba khiến cho căn nhà của chúng ta khó bán. Vậy thì cái khắc phục cũng là cái mà Dương đã vừa nói, là chúng ta hãy dọn dẹp sạch sẽ. Có thể cái căn nhà của chúng ta muốn, vì là nhà của chúng ta mà, thì chúng ta muốn bày biện nó kiểu gì cũng được. Thế nhưng khi chúng ta bán thì nó phải khác, nó phải sạch sẽ, nó phải hấp dẫn, nó phải thu hút cái người xem, người tới mua ngay từ những cái phút giây đầu tiên, thì cái vấn đề mà cái bất động sản của chúng ta nó mới trở lên dễ bán hơn. Đối với một lô đất thì cũng thế, hãy dọn dẹp sạch sẽ, cây cối chặt đi, rác thì dọn đi. Đấy. Và đó là lý do thứ ba. Thiết kế là lý do thứ tư khiến cho một căn nhà trở nên khó bán. Thì Dương cũng đã gặp phải một số căn nhà có thiết kế mà nó không mang lại cái công năng sử dụng tối đa cho người ở trong đó. Ví dụ như là phòng ngủ thì lại quá nhỏ, trong khi đó hành lang lại quá rộng. Hoặc là những căn nhà thiết kế theo cái kiểu cũng khá là lỗi thời rồi. Ví dụ như xây dựng cách đây khoảng 10-15 năm, xây theo kiểu tầng lệch, còn sử dụng những cái sơn tường, những cái bả tường, rồi những cái đá granito nó theo kiểu cũ rồi. Thì nó không phù hợp với lại số đông những người mua nhà bây giờ. Thì để mà khắc phục cái trường hợp này ấy, thì chúng ta có thể thay đổi một chút, sửa chữa một chút, có thể là sơn lại hoặc là thay lại những cái gì nó đã quá cũ rồi. Còn đâu về những cái kết cấu thì chúng ta không thể thay đổi được, thì chỉ có vấn đề là giảm về giá cả, giá bán.
Tuy nhiên thì còn tùy thuộc vào cái giá trị của bất động sản của anh chị. Ví dụ như cái căn nhà của anh chị nó nằm ở những cái vị trí đẹp thì mặc dù nhà đã cũ, thiết kế có hơi bất cập một tí thì cũng không nhất thiết phải giảm giá. Và còn một cái vấn đề nó cũng nằm trong cái thiết kế này khiến cho căn nhà trở nên khó bán, đó là những cái căn nhà mà được thiết kế theo kiểu chủ nghĩa cá nhân quá là nhiều. Thì nếu như mọi người thường theo dõi trên YouTube ấy, thì sẽ thấy là vừa rồi thì nổi tiếng một căn nhà ở Hưng Yên được ví như là động Lưu Ma Vương ấy. Thì cái căn nhà đó thì đối với anh chủ nhà thì nó là một cái sự tự hào, một cái niềm yêu thích, hạnh phúc khi mà được sống ở trong đó. Tuy nhiên nếu mà đặt trường hợp là anh ấy có nhu cầu bán đi thì Dương nghĩ là cũng khá là kén khách, bởi vì cái thiết kế của nó quá là kỳ dị. Đấy, thì thiết kế, chốt lại thiết kế là một lý do khiến cho căn nhà trở nên khó bán. Vì thế thì hãy thiết kế, nếu mà xây mới thì hãy thiết kế cái căn nhà của bạn theo những cái mẫu mới nhất, hiện đại nhất và đẹp nhất. Lý do thứ 5 khiến cho một căn nhà trở nên khó bán, một bất động sản trở nên khó bán, thì đó là về vấn đề phải sửa chữa hoặc là xây dựng nhiều. Ví dụ như là căn nhà thì đã quá cũ rồi, đã quá là xuống cấp rồi đấy, và khi mua về thì cái người sử dụng ấy họ phải sửa chữa lại gần như toàn bộ chẳng hạn, thì nó là một cái trở ngại khá là lớn. Ví dụ như là nhà thì bị sụt lún này, rồi tường trần bị lứt quá nhiều, hoặc là nhẹ hơn thì có thể là sơn bong chóc, rồi là thấm sàn, thấm lèn các thứ. Thì đó là một lý do trở ngại khiến cho căn nhà trở nên khó bán. Thì đối với lý do này thường thì sẽ có hai cái phương pháp. Một là chúng ta sẽ bớt một chút cái giá bán đi, để coi như cái phần đó nó sẽ vào cái phần chi phí sửa chữa cho người mua sử dụng tiếp theo. Hai là chúng ta sẽ sửa sang lại một chút cho căn nhà. Đối với một số căn nhà thì không phải là một chút, mà thậm chí là đại tu lại thì mới bán được. Thế nên là anh chị hãy cân nhắc giữa hai cái vấn đề là sửa lại rồi bán, hay bán để họ tự sửa. Vì là đôi khi chúng ta sửa nhưng mà chưa chắc cái gu của chúng ta, cái cách sửa của chúng ta nó đã phù hợp với số đông những cái người mua nhà mà sắp tới mua. Do đó thì theo Dương thì tùy thuộc vào cái khả năng của anh chị. Nếu như anh chị cảm nhận rằng mình có khả năng, mình có điều kiện thì hãy sửa lại cho nó đẹp một chút rồi bán. Còn không thì hãy để nguyên đó và bớt cho người mua một chút xíu để họ sửa thì là ok nhất. Thì đó là lý do thứ 5 khiến cho căn nhà trở nên khó bán. Lý do thứ 6 khiến cho một căn nhà trở nên khó bán thì đó chính là những cái vấn đề liên quan về lịch sử của căn nhà. Ví dụ như nếu mà thường khiến cho người mua e ngại nhất chính là đã từng xảy ra những cái việc không hay ở trong căn nhà đó. Ví dụ như là nhà có người chết do đột tử, hay là do tai nạn, hay là do trộm cắp gì đó chẳng hạn, hoặc là xảy ra những cái vấn đề mà liên quan đến gia chủ như là ly hôn, ly dị, rồi là phá sản, vân vân. Thì đây là một cái lý do nó không phải là nó quan trọng với lại số đông, nhưng mà đối với một số người mua thì họ cũng để ý rất kỹ cái vấn đề này. Thậm chí là Dương đã gặp một số khách hàng mà người ta để ý kỹ vấn đề cả có người chết già trong nhà, họ cũng bảo là có người chết. Thì cái đó nó là hơi quá tiêu cực một chút. Thì với cái vấn đề mà đã có cái lịch sử nó như thế này thì Dương nghĩ là nó tùy thuộc thôi. Bắt buộc là chúng ta phải tìm nhiều hơn những cái người mua, hoặc là chúng ta phải tìm nhiều hơn những cái phương pháp để mà chào bán cái căn nhà của mình. Và có một cái nữa mà mọi người lên để ý là nếu mà quan hệ của chúng ta tốt với những người hàng xóm, những người hàng xóm thì thường là những cái người mà đưa ra những cái thông tin về lịch sử, về background của cái căn nhà đấy, bà quán nước, ông xe ôm, hoặc là bà bán rau bên cạnh, là những cái người sẽ truyền miệng đi cái thông tin rằng cái căn nhà đó ngày xưa có chuyện gì. Thì nếu mà chúng ta quan hệ tốt với những người đó thì chúng ta có thể nói trước với họ để họ không nói về cái những cái lịch sử nó không tốt đấy. Thực ra thì theo cái vấn đề là một số người
thì họ kiêng kỵ, còn một số người thì không kiêng kỵ. Do đó thì về cái vấn đề này thì Dương cũng không bàn luận sâu. Và đó là lý do thứ 6 khiến cho căn nhà trở lên khó bán. Lý do thứ 7 khiến cho một bất động sản hay một căn nhà trở lên khó bán chính là thái độ của người bán. Thì thái độ của người bán rất là quan trọng. Bản thân chúng ta khi mà đi mua bất cứ một cái món hàng gì đấy, nếu mà gặp một cái người bán mà kiêu căng quá là thái độ không niềm nở thì sẽ gây ra cái cảm giác rất là khó chịu. Ví dụ như là chúng ta đi vào một cái cửa hàng bán một món đồ sang trọng, một cái điện thoại hoặc một cái gì đấy nó đắt tiền, mà cô nhân viên thì cô không niềm nở, cô nhìn chúng ta với cái ăn mặc nó không được sạch đẹp thì cô ấy không tiếp, hoặc là cô ấy tiếp nhưng mà để cho có mà thôi, thì chúng ta cũng sinh ra cái cảm giác rất là khó chịu và không muốn mua cái bất động sản đấy nữa. Thì đối với một căn nhà cũng thế. Vừa rồi thì ở công ty Dương cũng đã xảy ra một cái trường hợp là có một bạn đi dẫn khách xem nhà, thì dẫn vào trong nhà thì chủ nhà cứ ngồi hát karaoke thôi, chả thèm tiếp khách xem nhà nữa. Thì cái thái độ rất là quan trọng. Chúng ta hãy liềm lở, hãy hân hoan, hãy chào đón, hãy cởi mở cái người tới xem nhà, tạo ra một cái cảm giác thân thiện, thoải mái nhất. Và Dương cũng đã từng chứng kiến rằng là có những người khi mà đến xem nhà, người ta phải thừa nhận rằng em thích căn nhà này bởi vì em thấy anh chị sống ok quá, em thấy anh chị hạnh phúc quá. Đó, đôi khi nó là vì cái tình cảm giữa người mua và người bán nhiều hơn là cái căn nhà đó xấu hay đẹp, đắt hay rẻ. Còn một số trường hợp là những cái thái độ nó thái quá về căn nhà, ví dụ như là quá tự tin về căn nhà của mình, nói quá nhiều và nói hết phần của cả người mua rồi của cả môi giới, tự tin một cách thái quá cũng không tốt. Do đó thì hãy giữ thái độ vừa phải, điềm đạm, niềm nở để đón tiếp cái người tới xem nhà. Và đó cũng chính là lý do thứ 7 khiến cho căn nhà bất động sản trở nên khó bán. Lý do thứ 8 khiến cho một bất động sản trở nên khó bán đó chính là chọn sai thời điểm bán. Thực ra thì nếu như anh chị và các bạn là một người đang cần bán một bất động sản với cái mục đích là để tiêu dùng hoặc là lo vào một cái việc gì đó, thì cái thời điểm nó không phải là quan trọng, bởi vì nó cần phải giải quyết cho cái mục đích của mình. Mình cần bán chứ mình không thể đợi đến một cái thời điểm tốt. Thì sẽ có những cái thời điểm dễ bán, sẽ có những thời điểm khó bán. Ví dụ thường thì chúng ta hay thấy rằng tháng 7 là cái tháng ngâu và người ta cũng kiêng mua bán khá là nhiều, hoặc là vào những cái thời điểm mà những cái căn nhà nó cùng phân khúc hoặc những cái lô đất nó cùng phân khúc với cái sản phẩm của chúng ta, nó có quá nhiều, bán quá nhiều thì nó cũng sẽ là một cái khó bán, vì chúng ta phải cạnh tranh với nhiều những cái sản phẩm đó. Còn đối với những anh chị mà đầu tư thì cái việc mà chọn thời điểm bán nó cũng rất là quan trọng. Dễ bán hay không cũng là việc anh chị lựa chọn, thì hãy dựa vào các bạn môi giới để các anh chị nắm bắt được là cái thời điểm nào là thời điểm dễ bán, thời điểm nào là thời điểm khó bán, qua đó thì điều chỉnh cái thời gian mua bán của mình cho nó thuận tiện. Và lý do cuối cùng khiến cho một bất động sản trở nên khó bán thì cũng là một lý do liên quan đến các bạn môi giới, các sàn giao dịch bất động sản. Thì có nhiều anh chị khi mà bán một bất động sản ấy, trong đầu không nghĩ đến việc nhờ đến các bạn môi giới vì rất là nhiều lý do. Thì Dương sẽ sử dụng hẳn một cái video nói về cái vấn đề đấy. Tuy nhiên thì cũng có những người đã sử dụng dịch vụ môi giới nhưng mà lại lựa chọn những cái dịch vụ, lại lựa chọn những cái con người mà họ không đủ chuyên môn, hoặc là họ đặc biệt nữa là họ không làm ở cái khu vực đó. Vì thường mỗi bạn môi giới thì các bạn ấy chỉ làm chuyên ở một khu vực nào đấy, một cái quận huyện nào đấy. Ví dụ như bây giờ một bạn làm ở Hải An, quận Hải An, nhưng mà anh chị lại gửi bán một cái căn nhà tận bên Hồng Bàng thì chắc chắn là cái khả năng bán của bạn đó nó sẽ kém hơn. Có thể bạn ấy sẽ ghi nhận lại cái thông tin đó nhưng bạn ấy không chào bán thì cũng rất là dở. Do đó thì cái lý do thứ 9 cũng là lý do cuối cùng khiến cho một bất động sản khó bán, đó là anh chị và bạn lựa chọn sai đối tượng môi giới cái sản phẩm của anh chị. Vậy thì làm cách nào để lựa chọn được một môi giới, một đơn vị phân phối môi giới bất động sản tốt? Thì
Ở Hải Phòng có rất là nhiều những cái đơn vị uy tín thì Dương không phải nói ra thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Còn về nếu mà lựa chọn một cá nhân môi giới thì anh chị hãy lựa chọn những cái người nào mà có thể là anh chị hãy xem qua Zalo, Facebook để check cái background của họ, xem họ có quảng giao nhiều không, họ có bán được nhiều sản phẩm không và họ làm ở những cái khu vực nào, thì từ đó anh chị các bạn sẽ tìm ra được những cái bạn môi giới xuất sắc để hỗ trợ anh chị các bạn trong cái việc bán đi cái bất động sản của mình. Thì vừa rồi Dương đã chia sẻ với chị các bạn 9 lý do khiến cho một bất động sản khó bán. Hy vọng rằng xem hết video này, anh chị và các bạn sẽ nắm được rằng bất động sản của mình có phải là một bất động sản khó bán hay không, và từ đó đưa ra được những cái phương pháp phù hợp để bán được bất động sản của anh chị vào một thời điểm phù hợp nhất, thích hợp nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Nhớ ấn like và đăng ký kênh Người Đẹp Đăng Dương để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.